Chúng ta lại tiếp tục tới với một câu khó nữa của đề ôn số 11 chương tích phân, đó là câu 28. Ở câu này, cho một hàm số fx liên tục trên cái khoảng này, nó liên tục trên khoảng này thì nó mới có tích phân, thỏa mãn giá trị hàm số tại 1 bằng 3 và một cái biểu thức nhìn rất là khủng khiếp. Yêu cầu tính giá trị f2. Vậy thì mục tiêu của chúng ta đó là phải tìm ra được cái hàm số fx nó là cái gì. Vậy mục tiêu chính đó là các em cần phải tính được, phải tìm ra được cái hàm số gốc là hàm số fx. Và làm thế nào để tìm ra hàm fx? Chỉ có một giả thiết, đó là dựa vào cái biểu thức mà đề cho. Thì ở đây là một cái bài tập cũng khá là hay, nó sử dụng kỹ thuật ra đề cũng không phải là phức tạp lắm, và sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải. Từ cái biểu thức này chúng ta sẽ có đó là 2fx với lại cái f phẩy này thầy dồn về một phía, hai lần fx đẩy qua là trừ trừ đi một, trừ đi cái biểu thức này thì thầy làm như sau: trừ đi trừ 2x, như vậy là thành cộng với lại 2x trừ đi một, thầy viết là trừ một nhân với lại f phẩy x bằng phía bên phải, thầy cứ để lại x chia cho căn bậc 2 của x bình phương cộng với 3. Mục tiêu chúng ta này là cần phải tìm ra được cái hàm fx. Cho nên cái ý tưởng ở đây là cái biểu thức trên này này, chúng ta phải tạo ra được cái hàm fx ở cấp độ đơn giản nhất. Thì đây, vấn đề nó nằm ở chỗ này này. Cái con 2 này này nó chính là 2x trừ đi 1 tất cả đạo hàm, đúng không nào? Cho số khác làm được đúng nhé, số 2 mới đúng. 2 chính là 2x trừ 1 tất cả đạo hàm nhân với hàm f cộng với 2x trừ 1 giữ nguyên nhân với lại f phẩy bằng x chia cho căn của x bình phương cộng với 3. Thì đây, vấn đề nó nằm ở chỗ này. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó là đây là u phẩy v cộng với u v phẩy. Các em nhé, nó có cái hình dáng của cái biểu thức tên là u phẩy nhân v cộng với u nhân với v phẩy. Và điều đó có nghĩa là anh này là đạo hàm một tích, nó chính là tích của 2x trừ đi 1 nhân với lại fx mà tất cả đạo hàm, đúng không? U nhân v đạo hàm mà u phẩy v cộng u v phẩy. Đây, một bài tập khá là hay, dùng một cái tính chất đạo hàm tích để sáng tạo ra đề của các thầy cô. Bằng x chia cho căn x bình phương cộng với 3. Thì cái ý tưởng ở đây là chúng ta mục tiêu chính là phải đi tìm cho ra hàm f. Cho nên làm sao từ vế trái này để tạo ra hàm f đây? Thì lúc đó chúng ta lấy nguyên hàm hai vế. Chúng ta lấy nguyên hàm vế trái thì chúng ta có tính chất, ta nhớ lại này, cái f này này nó chính là nguyên hàm của f phẩy, đúng không đó? Cho nên thầy lấy nguyên hàm hai vế, nguyên hàm của cái cục phẩy này lên, nguyên hàm của 2x trừ 1 nhân với fx phẩy dx thì bằng nguyên hàm phía bên kia là nguyên hàm của hàm x chia cho căn của x bình phương cộng với 3 cộng, sorry, chưa có cộng c nhé. Đấy, nguyên hàm hai vế đã. Rồi, bên này cũng phải có dx. Và các em nhớ cho tính chất đó là nguyên hàm của f phẩy thì là bằng hàm f. Cho nên nguyên hàm của cái cục này phẩy thì nó bằng 2x trừ đi 1 nhân với lại fx. Nguyên hàm của phẩy thì bằng nó. Vấn đề là giải quyết nguyên hàm bên này.
À, thì cái nguyên hàm bên này nó có dạng căn, cách một em có thể đặt u bằng căn. Đấy, cách một đặt u hay đặt t gì đó. Cách hai, thầy đưa về dạng lũy thưởng, căn bậc hai chính là nó mũ 1/2 nhá, cái chỗ này này. Căn bậc hai của x bình phương cộng 3, thầy giải thích chậm một chút nhá. Cái anh này là bằng x bình cộng 3 mũ 1/2. Sau đó chúng ta đưa lên cho nó ngang hàng với tử số thì số mũ của nó phải là trừ 1/2. Nó xuất hiện cái cấu trúc là u mũ n thì em cần phải đi với d của gì? U là d của x bình phương cộng 3 nhé. U mũ n thì phải đi với du. Mà cái du này nó có đúng bằng x dx không? Chúng ta cần phải kiểm tra lại nhé. Thì đạo hàm anh này là bằng 2x dx. Cho nên nó dư dư ra 2, ta nhân với 1/2 để cho nó bằng ban đầu. Và như vậy chúng ta có toàn bộ cái tích phân này, lộn cái nguyên hàm này, thì u mũ n mà tăng lên một đơn vị là thành u mũ n cộng 1 cộng với 1 là thành 1/2, chia cho n cộng 1 là chia cho 1/2 á, chỗ này sẽ thành là chia cho 1/2, và chia cho 1/2 gặp 1/2 này là hết. Vậy thôi, hết luôn, cộng với c. Thế thì từ đó chúng ta sẽ rút ra được cái hàm fx nhá. Nhưng mà trước khi tìm ra chính xác hàm fx, ta phải tìm ra chính xác cái hàm c này, cái số c này. Thì chúng ta còn một giả thiết đây, đó là f của 1 thì bằng 3 đấy nhá, cái giả thiết f1 bằng 3. Cho nên thầy ý tưởng đó, thầy thay 1 vào hai vế, thay x bằng 1 vào hai vế đó, thì thầy sẽ được bên này là 2 nhân 1 trừ 1 đây, 2 này nhân với cái số 1 mà thầy thay vào, 2 nhân với 1 trừ đi 1 này, rồi nhân với lại f của 1, số 1 này là mình thay vào nhé, bằng bên kia, cũng thay 1 vào. Thôi chỗ này nhẩm nhanh chút đi, 1 cộng 3 là 4, 4 mũ 1/2 là căn bậc 2, như vậy là còn 2 cộng với c. Lưu ý f1 bằng 3 các em nhé. Đó, cho nên ở đây ta suy ra được là 3, bởi vì 2 trừ 1 là 1, f1 bằng 3, 3 bằng 2 cộng c, và chúng ta có được c sẽ bằng 1. Đó, ta đã tìm được là c bằng 1 để lắp ráp lên trên này. Từ đây ta sẽ tìm ra được cái hàm f, hàm fx của mình. Đó là hàm fx nó sẽ bằng cái x bình cộng 3 mũ 1/2, chính là căn, căn của x bình cộng 3 đúng không? Rồi, cộng với c là cộng với số 1. Rồi chia cho cái anh 2x trừ 1 này. Chúng ta chia cho 2x trừ đi 1. Đấy nhá, bởi vì 2x trừ 1 nhân f thì bằng toàn bộ vế phải đây. Lấy toàn bộ vế phải đây. Ta chia cho cái anh 2x trừ 1 đây. Thì ra hàm f. Xong, câu chuyện tới đây là kết thúc. Chúng ta cần tính f2 đúng không nào? F mấy cũng được vì đã có hàm f rồi mà. Chúng ta có f2. Thì thay vào đây, 2 bình phương là 4, 4 với 3 là 7, là bằng căn 7 cộng với 1. 2 x 2 là 4, 4 trừ 1 là 3. Cái này thì thầy thua rồi. Giờ tính thôi. Thầy phải dùng máy tính thôi chứ biết sao được. Rồi, đây. Bấm phân số căn của 7 đẩy ra cộng với 1 chia cho 3. Bấm SD. Đấy, xấp xỉ 1,215. Xấp xỉ 1,215. Câu hỏi gần số nào nhất? 1,21 thì phải gần với 1,2 thôi.
là đáp án A. Thì trong bài tập này thầy cô ra đề sử dụng một cái kỹ thuật đó là nguyên hàm của f phẩy thì bằng f, và trong cái f phẩy đó thầy cô độ chế nó là tích của hai cái hàm số, một là hàm đa thức, hai là cái hàm f ẩn thôi, bằng một cái thứ khác. Và tới đây chúng ta dùng nguyên hàm hai vế để tìm ra được cái nguyên hàm bên phải cũng như lôi ra được cái f(x) bên trái. Một bài tập khá là hay. Xin chào các em và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.